Tính đến sáng 10 tháng 4, quốc gia này đã có 3.293 người nhiễm bệnh, tăng thêm 337 ca so với ngày trước đó. Ông Achmed Yuryanto, quan chức Bộ Y tế Indonesia cho biết, Indonesia là quốc gia đông dân thứ tư thế giới. Nước này hiện đang có số người chết chiếm gần phân nửa trong tổng số 590 ca tử vong trên khắp Đông Nam Á. Khu vực này hiện ghi nhận tổng cộng 16.500 ca nhiễm COVID-19. Các chuyên gia y tế cho biết Indonesia đang phải đối mặt với số ca nhiễm tăng nhanh do chính phủ phản ứng chậm chạp với dịch bệnh. Mặc dù Indonesia đã đưa ra các hạn chế xã hội trên quy mô lớn, nhưng Tổng thống Joko Widodo vẫn không triển khai hạn chế trên toàn quốc như các nước láng giềng mà chỉ áp đặt tại thủ đô Jakarta. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Indonesia dự đoán, đến tháng 5, nước này sẽ có đến 1,5 triệu người nhiễm và 140.000 người chết vì dịch COVID-19 nếu không có những biện pháp cứng rắn hơn để hạn chế người dân di chuyển và tụ tập. Đến ngày 8 tháng 4, Indonesia đã gia tăng số ca xét nghiệm virus SARS-CoV-2 lên 16.511 ca. Tuy nhiên, đối với một quốc gia có hơn 260 triệu dân, thì tỷ lệ người được xét nghiệm ở nước này vẫn thuộc hàng thấp nhất trên thế giới. Thêm vào đó, quốc gia này đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở các quần đảo nhỏ khi sắp đến dịp lễ Ramadan của người Hồi giáo. Lúc này, người dân ở các thành phố sẽ trở về quê ở những hòn đảo nhỏ để đón lễ cùng gia đình. Ông Widodo cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ cho các gia đình nghèo, đặc biệt là những gia đình ở Jakarta, để thuyết phục họ ở lại thủ đô. Ông cũng cho biết không thể cấm hoàn toàn người dân trở về nhà trong dịp lễ, bởi đây là dịp quan trọng nhất năm của người theo đạo Hồi. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.